giữa lúc sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao, giữa năm 2019, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm ngừng ca hát để sang nước ngoài chữa bệnh và tiếp tục ước mơ du học. Tuy nhiên, đang yên đang lành nơi đất khách, Hương Tràm liên tục bị na thần ly giáo gọi giữa thời điểm anh đang chiến với Thu Minh. Bất thình lình bị nhắc tên khắp nơi, người hâm mộ không khỏi tò mò suốt hơn hai năm qua Hương Tràm đã có cuộc sống như thế nào? Được biết, trong thời gian qua, Hương Chàm nhiều lần gây hoang mang khi tiết lộ phải ở nhà thuê, sinh hoạt thiếu thốn, khó khăn giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19. Tháng 5 năm 2019, Hương Chàm thông báo sẽ tạm giải nghệ để sang Mỹ du học và học cách cân bằng lại cuộc sống do phải chịu áp lực và làm việc quá sức suốt thời gian dài. Sau ít tháng ở Mỹ, nữ ca sĩ gây hoang mang khi viết tâm thư cho biết đang ở nhà thuê, nhiều đêm bật khóc nức nở vì tuổi thân. Tuy nhiên, sau tất cả hương tràm cho biết cô không hối hận khi tạm ngừng sự nghiệp ca hát để sang nước ngoài và bắt đầu cuộc sống mới. Hương Tràm từng tự thừa nhận bản thân là sinh viên nghèo và tiết lộ về những điều thú vị cô cảm nhận được sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Tràm đang từng phút tận hưởng cuộc sống của một người bình thường là thật. Đó là một sáng ra khỏi nhà không cần mất út mà không sợ bị soi xét, là những chiều nằm trong căn nhà thuê nghỉ về mình của hôm qua, hôm nay và ngày mai là chổng mông lên giặt vũ, là nhà thuê cũng có lúc cháy máy điều hòa và mồ hôi thức trắng, là chạy từ trên đội cao xuống một mình hét ầm ĩ lên mặt kệ mọi người xung quanh chỉ chỏ cười nói. Chàm thấy mình bây giờ thật sảng khoái và tươi mới. Cái nghèo này thật phong phú vì nó chứa đựng sự thật, giàu có bằng niềm tin, nhưng thực chất đôi khi lại rất nghèo nàn. Hương Tràm tự nhận là sinh viên nghèo ở Mỹ vì phải ở nhà thuê, nhiều đêm bật khóc nức nở. Hương Tràm cho biết hiện tại không phải ăn diện chỉnh chu mà chỉ cần làm những gì khiến cô cảm thấy thoải mái nhất. Dù cuộc sống ở Mỹ đôi lúc có khó khăn, nhưng nữ ca sĩ không hối hận về quyết định của bản thân. Thời gian đầu sang Mỹ, Hương Tràm từng vướng tin đồn mang thai, nhưng cô đã phủ nhận và cho biết mục đích tạm xa showbiz là đi du học và muốn cân bằng lại cuộc sống. Trước khi quyết định tạm giải nghệ, Hương Tràm nhiều lần lộ dấu hiệu tâm lý bất ổn, cắn móng tay để chảy máu. So với thời điểm ở Việt Nam, thần sắc của hương Tràm khi ở nước ngoài tươi tắn và dạng dỡ hơn hẳn. Trong suốt hai năm sang nước ngoài, hương tràm thỉnh thoảng vẫn cập nhật hình ảnh mới cho người hâm mộ. Không phải mết úp lồng lộn cũng chẳng cần váy áo lộng lẫy, hương tràm giờ đây được sống đúng với tuổi 26, cô được khen ngợi ngày trẻ trung và luôn rồi giàu năng lượng. Thậm chí, sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, chính hương tràm cũng thừa nhận đến hiện tại cô mới được sống là chính mình. Trên trang Instagram cá nhân, Hương Tràm thỉnh thoảng mới khoe ảnh diện đồ hiệu, nhưng rất chăm đi du lịch vi vu khắp nơi ở Mỹ. Được biết, Hương Tràm vẫn nhận những sâu ca hát phù hợp ở Mỹ để có chi phí trang trải cuộc sống và lo cho việc học. Nhìn chung, cuộc sống của Hương Tràm trong hai năm qua rất bình yên và kín tiếng trước khi bị gọi tên vào lạc lùng sùng trong showbiz Việt. Ở Mỹ, Hương Tràm được khen ngợi trẻ trung và sống đúng với lứa tuổi hơn. Ngoài thời gian đi học, Hương Tràm cũng rất chăm chỉ tập gym, thể thao để hoàn thiện vóc dáng. Dễ dàng nhận ra nhan sắc nữ ca sĩ Duyên Mình lỡ thăng hạng và quyến rũ hơn sau khi giảm cân thành công. Hương Tràm thường xuyên khoe ảnh, sống ảo, không thua kém mỹ nhân vi nào. Lâu lâu, sinh viên nghèo, Hương Tràm sẽ lên đồ lộng lẫy để đi ăn uống sang cảnh như ai. Không cần nhập hội cuộc đua hàng hiệu của các mỹ nhân Vbix, hương Tràm rất hiếm khi khoe tậu dày, túi đến từ những thương hiệu đắt đỏ. Cuối năm 2019, Hương Tràm Khoe đã đậu bằng lái xe ô tô và từ đó cô thường xuyên khoe dáng bên chiếc xế hộp xịn sò. Hương Tràm ăn mặc giảng dị, thả dáng bên ô tô cũng đủ gây sốt. Ở Mỹ, Hương Tràm dành thời gian đi du lịch, trượt tuyết và khám phá khắp nơi vô cùng vui vẻ. Có thể thấy Hương Tràm luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi chụp ảnh sống ảo trong những chuyến đi chơi hay thả dáng trên đường phố ở nước ngoài. Trong lúc dịch covid viết 19 đang diễn ra phức tạp trong thời gian qua, Hương Tràm tiết lộ cô dành nhiều thời gian ở nhà nấu ăn và chăm sóc bản thân. Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Tràm hé lộ một góc nhà ở Mỹ. Trong dịp Tết Nguyên đáng năm 2020, Hương Tràm đã về Việt Nam một thời gian ngắn để đón năm mới bên gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên trong dịp Tết 2021 vừa rồi cô phải một mình ở Mỹ. Thỉnh thoảng hương tràm sẽ đi hát những sâu phù hợp để có chi phí sinh hoạt và chi trả cho việc học đến hiện tại hương tràm không đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân mà chỉ đều đặn cập nhật tình hình để thông báo đang rất thoải mái và hài lòng với cuộc sống ở mỹ